Xin chào tất cả các bạn đã đến với video mới của mình. Thì thể theo một số yêu cầu của các bạn trẻ tại MCMA yêu cầu mình là hãy break down, nói về cái project này, tại sao mình làm được cái dòng nhạc này. Như cái bài mà trong video lần trước mình có đề cập tới đó, đó là cái bài Soul Control của mình collab với một người bạn của mình là Spring. Hôm nay mình làm video này để mình break down cái project này ra, để mình muốn chứng minh cho các bạn thấy là làm nhạc nó không có khó. Và để chứng minh một điều nữa, đó là cái style minimalist, nghĩa là các bạn không cần quá nhiều và mình cần chưa tới 15 track để có thể finish được cái bài này. Thì xin mời các bạn hãy cùng mình mở cái đo lên để chúng ta sẽ bắt đầu phân tích cái bài nhạc này nó gồm có những cái gì trong đó. Vô. Nếu các bạn nhìn trên màn hình này thì các bạn thấy cả cái bài nhạc này mình làm chỉ có 12 track thôi. Một bài như mình nói trong cái clip trước là mình rất là thích cái phong cách minimalist, có nghĩa là càng ít càng tốt. Và như một cái bài này thì chỉ có 12 track. Nếu mà chúng ta không tính ba cái group, đó là cái group của drum, cái group của bass và cái group FX, thì chúng ta chỉ có 9 track thôi là mình đã hoàn thành cái bài này rồi. Thì đầu tiên mình nói là tại sao mình lại có idea làm cái bài này. Đầu tiên là mình tìm được một cái loop mà mình khá là vừa ý. Đây là cái loop đó. Như các bạn nghe thì đây là một cái loop percussion. Nó rất là cuốn và nó cho mình cái cảm giác giống một bài nào đó của Drake hay là ai đó, mình nghệ sĩ nào đó mà một cái bài nó trendy vào cái loop đó. Thì mình nghe cái loop này mình rất là cảm thấy nó rất là hút, và mình từ cái loop này và mình đi tìm cái kick, snare và những cái nhạc cụ khác để làm cho thành một cái beat nó hoàn chỉnh. Thì đối với cái phong cách làm nhạc của mình á, là mình thích đi từ cái beat trước, có nghĩa là mình phải ra được một cái beat mà mình nghe mình cảm thấy cái beat đó, mình cảm giác mình có thể mình gật gù theo cái beat đó, mình cảm thấy nó cuốn thì mình mới bắt đầu làm tiếp. Thì bên track arrangement thì đây là cái đoạn mà mình loop lại cho các bạn xem. Thì đây là cái đoạn mà có nhạc cụ đầy đủ nhất. Mình sẽ solo về cái drum, toàn bộ drum cho các bạn nghe ha. Nó chỉ đơn giản, nó gồm một kick, một snare, một percussion và một cái tambourine thôi. Như các bạn nghe thì nó chỉ là một cái loop lặp đi lặp lại, nó không có gì đặc biệt hết. Thì từ cái loop này mình cảm giác đây là một cái bài có thể rất là tối. Thứ nhất là cái màu nó tối, cái thứ hai là cái hòa âm nó cũng phải tối. Thì từ đó là mình come up thêm được cái bass ở đây. Bây giờ mình sẽ mở MIDI lên cho các bạn xem mình đánh cái gì trong đây. Đây. Đó, nó chỉ có 1, 2, 3, 4 nốt, 5 nốt và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thì ở đây nếu các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy tổng cộng nó có 8 khuôn. Thì một cái nốt và là một cái hợp âm thì nó chiếm khoảng 2 khuôn ở trong đó. Tại vì mình đang set cái tempo nó là 131 ở trên đây. Thì nếu mà mình chia đôi ra thì cái loop của mình nó cũng phải nhân đôi ra. Thì thay vì một khuôn thì nó là 2 khuôn. Thì mỗi nốt nó tượng trưng cho một âm. Thì cái bài này nó chỉ có 2 hợp âm thôi. Đó là đô, thứ và si thứ. Và mình thêm một vài nốt để nó có thể nó luyến, nó đi lên đi xuống cho cái hợp âm mình bớt nhàm chán. Nếu mà không có những cái nốt này á, thì các bạn chỉ nghe tình 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 tình, nhưng mà có thêm những cái nốt khác thì các bạn sẽ nghe cái movement mà làm cho bài nhạc cảm giác nó có cái bay mình nó cuốn hơn hẳn. Đâu, các bạn nghe nó có một cái nhịp đi, nó tạo ra cảm giác tối và nó có một cái bước đi gì đó. Còn preset mình đang dùng một cái preset có sẵn của Ableton, nó tên là NCOX Woofer, là bass NCOX sub. Sau đó thì tiếp theo là một cái EQ, rồi một cái comb để mình ba lần lại. Tiếp theo là mình sidechain nó với cái kick ở phía trên. Và utility này là để mình chọn bass mono, có nghĩa là những tần số nằm dưới 120 nó phải mono. Bản thân cái bay này nó đã có những cái plugin tích hợp ở trong đây để nó filter, nó resonance, velocity các kiểu, nên mình không cần can thiệp về distortion cho cái bay này nhiều nữa. Nó dơ sẵn rồi. Dơ sẵn rồi. Và một cái nhạc cụ
khác nữa mà mình sử dụng, đó là cái tiếng này. Đây cũng là một cái preset của Ableton có tên là A Rabbit Dream, giấc mơ của một con thỏ. Thì cái tiếng nó giống như kiểu Alice in the Wonderland gì đó. Và mình chỉnh cái echo, cái tiếng echo delay của nó tăng lên để cho cái cảm giác nó ngân ra. Và mình không có làm gì nhiều, chỉ có một cái EQ, mình cắt toàn bộ tần số thấp để nó không có bị can thiệp vào cái bay của mình thôi. Thậm chí mình không có cơm luôn. Tại sao mình không cơm? Tại vì nó chỉ có một nốt thôi nên mình cơm nó cũng chả có ý nghĩa gì hết. Cái nhạc cụ còn lại mà mình dùng đó là một cái tiếng, cũng là một cái preset của Ableton luôn, có tên là Abit Wack. Tiếng nó sẽ là như vậy. Nó chỉ là hợp âm, như các bạn thấy hợp âm đây là Đô và Si hết. Và nó bốn khuôn là hai hợp âm, nó lặp đi lặp lại. Và nó chơi những cái nốt rời nhau gọi là Abbreviator. Thì ở đây có một cái plugin cũng của Ableton luôn, mình sử dụng đồ Ableton rất là nhiều. Abbreviator đọc như thế nào đó thì các bạn tự đọc ha. Thì nó có một cái preset tên là Bass 16, kiểu rải 1/16 nốt, và cái kiểu nó của ông nhạc sĩ Bass gì đó. Và sau đó mình chỉnh một số ở đây gồm gain, step, rồi offset nó trở lại. Rồi sau đó mình thêm EQ phía sau nó để mình cắt toàn bộ tần số thấp. Rồi sau đó mình cơm. Cái cơm này nó không phải là cơm cho nó đều, mà là cơm để mình lấy cái attack của cái sound, làm cho cái sound nó sáng hơn. Sau đó một cái plugin khác mà thật sự nó cũng không phải plugin nữa. Nếu mà mình bung ra cho các bạn coi thì ở đây nó chỉ là một cái delay thôi. Và cái delay này mình map của thằng left signal, và mình map với một cái macro ở đây. Thì khi mình chỉnh lên, cho dù mình tăng thì nó cũng sẽ tăng theo là từ 1 millisecond cho tới 15 millisecond. Thì cơ bản về stereo, cảm giác stereo có nghĩa là lo trái và lo phải phát ra hai tín hiệu khác thời gian thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng stereo. Thì nếu mà cái sound đó là mono, các bạn có thể sử dụng một cái delay và các bạn cho cái thời gian left và thời gian right nó khác nhau, nó chỉ trên nhau từ khoảng 10 millisecond và 15 millisecond thì nó sẽ cho các bạn cảm giác stereo, mà các bạn nghe nó stereo nhưng mà các bạn không nhận ra được nó là delay. Thì đó là một cái trick các bạn có thể sử dụng và các bạn có thể làm thành một cái preset như mình ở đây, fake stereo, rất là hiệu quả, rất là hữu dụng. Và mình chỉ tăng cái amount này lên là khoảng bao nhiêu đây. Đây là mono. Rồi, còn đây là mình thêm stereo. Các bạn nghe là nó đẩy cái tiếng ra hai bên hẳn luôn. Rồi, đó là hầu như toàn bộ nhạc cụ của mình. Ở đây, ngay cái đoạn break ở đây, thì mình lại có một cái nhạc cụ khác. Nhạc cụ này mình sử dụng một cái preset của Ableton luôn, có tên là Alto Flute Solo Half Step Screws. Đó là một cái tiếng giống như tiếng violon vậy đó. Không phải tiếng violon, nó là tiếng flute, tiếng sáo á. Thì cái tiếng nó nghe như thế này. Đó, sáo mà kiểu nó ngân như thế này. Và mình cho nó một nốt đô, nghĩa là cái tông chủ của nó ha. Các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy cái autoband nằm ở đây. Thì autoband nó là một cái plugin cũng của Ableton luôn, và nhiệm vụ nó chỉ là tạo cái hiệu ứng chạy trái, chạy phải, chạy trái, chạy phải, đẩy cái sao qua trái phải liên tục theo một cái thời gian mà các bạn có thể, mà các bạn có thể set cho nó cái amount ở đây, có nghĩa là cái khoảng cách mà nó đi từ trái qua phải là nó bao xa. Sau đó là cái range, có nghĩa là trong khoảng thời gian là 1 phút thì nó sẽ đi được bao nhiêu vòng, hoặc là trong 1 giây nó sẽ đi bao nhiêu vòng qua trái qua phải. Rồi, là để mình tạo được cái tiếng như thế này. Ok, đơn giản đúng không? Và một cái đoạn đặc biệt nữa mình muốn show các bạn, đó là cả nguyên cái đoạn này. Các bạn nghe nó, nghe từ cái tiếng flute đó đi ha. Đó, đó khi mà rớt xuống thì các bạn nghe cảm giác nó như là nó mất đi cái low end của nó. Thì đó là cái effect nào? Thì trong Jack Master của mình có để một cái effect có tên là Dark Small Room Reverb. Thì mình automation cái dry wet của thằng này. Đây,
Automation Dry Wet Show. Đây. Thì bạn sẽ thấy là khi rớt xuống thì cái dry wet này nó sẽ nhảy lên 76% và nó đi một khúc, khoảng một khuôn. Và sau đó nó sẽ đi xuống từ từ, nghĩa là từ từ nó trở lại tín hiệu dry mà nó sẽ giảm bớt tín hiệu wet. Thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng là từ cái tiếng là rất là nhiều reverb và sau đó nó khô dần xuống và nó lên, nó chuẩn bị một khúc khác. À, đó một cái trick nữa mà mình hay sử dụng trong nhạc mà mình học được trên mạng thôi, không phải trick của mình. Là có nghĩa cái trick này nó có tên là 1-bit silent hay là 2-bit silent hay là 4-bit silent gì đó. Nói chung là cái beat đó silent có nghĩa là nó sẽ có 1 nhịp, 2 nhịp hoặc 4 nhịp cho đó mà các bạn cho nó yên luôn. Là để chuẩn bị quay lại một cái đoạn drop mới hay là một cái đoạn nhạc mới mà đẩy cái cao trào lên, muốn cho người ta tập trung hơn. Nếu mà các bạn đi club thì bạn sẽ thấy DJ hay là kéo fader xuống, đẩy fader lên. Đúng không? Thì đó là tạo cái hiệu ứng là cho mọi người focus, tập trung vào cái đoạn nhạc kế tiếp. Thì nó sẽ tạo cho người ta cái hiệu ứng, người ta nghe tới đó người ta phải yên lặng để người ta chờ, người ta sẽ hỏi What the... Rồi sau đó cái đoạn nhạc tới nó sẽ đi lên, làm cho cái bài nhạc của chúng ta nó cuốn hút hơn. Rồi còn lại là gì? Còn lại nó chỉ có là những cái effect, những cái FX. Mình chỉ có một cái effect ở đây, cũng là cái sample mình đeo trên mạng. Và đây một cái impact, một cái noise impact mà mình đảo ngược rồi mình reverse nó lại để cho cảm giác nó tạo hướng đi lên. Hay các bạn có thể gọi một cái tên khác nữa là sweep up noise. White noise thì nó cũng là cái tên chung của nó, gọi thường là như vậy. Thì đó là toàn bộ những cái gì mà mình làm trên cái project này. Chỉ từ có khoảng 12 track thôi. Bỏ mấy cái group ra thì chúng ta còn 9 track. Mình đã finish một cái track nhạc gọi là instrumental hip hop. Là đó là tất cả những cái gì mà mình làm đối với cái bài nhạc này. Rất là đơn giản. Kick, hi-hat, bass, snare, percussion. Những cái gì mà các bạn đã thấy trên màn hình, mình đã show hết tất cả mọi thứ cho các bạn thấy. Thì làm nhạc nó là một cái quá trình rất là đơn giản, mà một cái đó là một cái rất là vui và hứng thú khi chúng ta đã tìm ra một cái nguồn cảm hứng mới và chúng ta dựa theo những cái gì mà chúng ta cảm thấy inspire bằng những cái sample hoặc là cái sound nào đó, thì các bạn cứ lấy nó quăng vào project và cứ chơi đùa với nó thì nó sẽ ra được một cái sản phẩm của các bạn. Và hãy nhớ là các bạn phải lúc nào cũng chỉ cần những cái gì mình cần thôi, đừng bao giờ quá. Giống như mình đã chứng minh cho các bạn thấy là mình không cần quá 15 track để mình có thể finish được cái bài này. Và nếu các bạn thích video này, các bạn hãy like, share và subscribe kênh của mình. Và hẹn các bạn trong một video lần sau, mình sẽ nói về vocal. Bye bye!